những cái lời con nói ra, những cái bằng chứng mà những cái tài liệu mà con mới vừa đưa rồi, bố thấy ba tự nhiên bố cảm giác mà bố lo sợ cái chủ nghĩa dân túy nó đang tràn ngập, có nghĩa là nó đang hình thành, nó dần dần hình thành ở trong cái xã hội của Việt Nam mình. Bố không có vui đâu, và bố coi cái chuyện này nó không đơn giản đâu, nó nặng nề và nó không phải giống như kiểu như là mình vẫn chơi trên những cái diễn đàn kia như ngày xưa tới giờ, mà bố cảm thấy bố lo sợ là bởi vì Thấy nổi đây da nó có gà không? Bố thấy nổi nó da nổi da gà gà à, nó tập trung vào và hiện giờ nó đang hình thành, nó gần như là 50-60% rồi đó. Theo bố nghĩ là như vậy, có nghĩa là nó kết hợp về tự do ngôn luận nè, tự do cái vấn đề tôn giáo nè, vấn đề nghệ thuật nè, cái vấn đề đó. Nhưng mà con phải hiểu là đây là nó gồm lại những người nổi tiếng, rồi. có nghĩa là cái người lời nói của những người nổi tiếng nó sẽ kéo theo một cái số lượng fan Ảnh rất là hưởng, cái sức khổng, ảnh hưởng, cái cái sức sức ảnh ảnh hưởng rất hưởng. là lớn. Và Và những nhà báo bẩn này và những người truyền thông này thậm chắc vậy ông Nguyễn Hạnh. thực sự là bố đang lo sợ, đang Yeah. lo sợ cái một cái mặt trận gọi là dân túy nó đang hình thành và nó phá vỡ mọi quy tắc của cái xã hội Việt Nam mình. Bố đang thầm nghĩ như vậy. Đúng ra thì bố tức lắm mà bố không có lên được. Tôi là bây giờ sẵn đây cũng nói luôn, có nghĩa là theo cái like của con nó thì bố cảm thấy rất bất rối, rất là bức xúc, và nói một cách nôm na là bố đang lo sợ một cái điều gì đó nó xảy ra ở đất nước mình, và cái chủ nghĩa dân túy nó đang hình thành và nó có thể cao lên cao trào, và nó có thể là làm sụp cái xã hội, chứ nó không phải là làm sụp chế độ, nhưng mà nó làm sụp tan nát cả một cái xã hội. Nó tha hóa, Nó nói chung là tha nó hóa, sẽ nói tha chung là hóa tha hóa, cái và tư nó dẫn duy. đi đến có thể, mình nói là có thể nha, có thể là cái xã hội mình sẽ bị sụp đổ. Trong đó mà rõ Thì ràng ở đây bố mới mới gì bố trên một cái chương trình của cái của đài truyền hình luôn, hình như là vậy phải, nó đang lên án cái đề là nhạc rap mà tục tiểu nè đó. Tất nhiên là ở đây nó có gồm những cái mà mình cảm thấy là mình phải nói một cái điều là người ta đã biết, người ta đã lên án rồi mà không biết thực sự nó đã tới đâu là mình không hiểu được. Đây con trong nghĩ thế này bố, tức là thì bố lo lắng thì cũng tốt thôi, đây bố lắng tốt là cái thôi, nhưng đài mà cái đây là cái đài của VTC Now của đài của nhà nước mình. Ở ta coi làm sao quay lại ta, lâu quá. Đây quay lại được, đây đây. Quý và các bạn, vào ngày mai 24 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Hội nghị lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ con nghe rõ không? trong công tác văn hóa, Có. văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. 35 năm qua, trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền văn hóa văn nghệ vừa có thêm những cơ hội mới nhưng cũng phải đương đầu với nhiều thách thức mới. Chia sẻ về nội dung này, trả lời trên báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật đã nhấn mạnh, nền văn học nghệ thuật nước nhà đã tỏ ra lúng túng, bị động trong quá trình hội nhập quốc tế. Có thêm đời sống văn hóa của nhân dân, tăng cường kháng thể văn hóa của dân tộc, khiến cho việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa bên ngoài bị sa vào xô bồ, nhất là trong các lĩnh vực giải trí, âm nhạc, điện ảnh, báo chí và mạng xã hội, khiến cho môi trường văn hóa nghệ thuật nước nhà bị xâm thực, nguy cơ ô nhiễm khá nghiêm trọng. Mặc dù con đường từ sơ khai đến hiện đại, nhiều sản phẩm văn hóa độc hại đã đe dọa môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh của một bộ phận người dân, nhất là đối với thanh thiếu niên. Nguy cơ dẫn tới mất phương hướng lựa chọn các giá trị sống và niềm tin trong giới trẻ. Một ca khúc nhạc rap có ca từ dung tục, cổ súy mối quan hệ loạn luân của rapper Chika được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Kinh khủng chưa? Hồi tháng 10 vừa qua, video nhạc rap mang tên Thích Ca Mưu Trí do một số thành viên nhóm rap nhà làm thực hiện khiến dư luận bức xúc bởi ca khúc có nội dung xuyên tạc tôn giáo, ca từ và hình ảnh phản cảm dung tục.
Và để khẳng định cái tôi, một số bài còn trở thành công cụ để các rapper chửi bới, lăng mạ công kích nhau trong các trận rap chiến. Nhiều bài trong số này vẫn được nhiều người lựa chọn nghe, thậm chí lọt top trending trên nền tảng YouTube, TikTok. Cấm sóng luôn, trẻ mà tư tưởng đồi trụy. Vẫn là một bộ phận giới trẻ có lối sống lệch lạc nghe những thể loại nhảm nhí. Mới đây, một nam ca sĩ đông fan hàng đầu của showbiz Việt lộ việc đã có con khi chưa kết hôn, dùng bỏ bạn gái cũ và thậm chí có mối quan hệ phức tạp với nhiều cô gái cùng lúc. Đáng nói, cháu còn đang học tiểu học. Khi scandal của thần tượng bị phanh phui, chính các em nhỏ này ra sức bảo vệ. Từ những chuyện họ sử dụng ma túy ở trên Internet, lẫn những câu nói bậy bạ hoặc là phản cảm, tất cả những thứ đó, nếu như mà không được kiểm soát một cách chính xác cũng như là không được ngăn chặn kịp thời thì đó chính là cách tiếp cận tiêm nhiễm vào đầu thế hệ trẻ những cái thói hư tật xấu một cách nhanh nhất. Dù đúng dù sai thì những cái câu chuyện đấy đã được khơi lên, nhưng nó cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Chứ còn những cái câu chuyện mà những nghệ sĩ có những cái ứng xử không đúng mực từ trước đến nay rất là nhiều. Đứng với phía tôi là nghệ sĩ thì tôi rất là buồn, bởi vì rằng là vô tình hình dung những cái con mắt của khán giả sẽ bị vơ đũa cả năm, để cho tất cả những người nghệ sĩ chăm chỉ như chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa qua đã xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử với đối tượng áp dụng là toàn bộ giới nghệ sĩ hoạt động trong cả đơn vị công lập và nghệ sĩ tự do. Bộ... À, thôi nó hơi có một cái sự coi như là đón đầu biết và đưa lên những cái đó. Không, cái này là chuyện nhỏ, nhưng mà con phải hiểu là khi cái này nó lây lan ra, nó sẽ phá nát cái luân thường đạo lý của cái đất nước mình. Có nghĩa là cái từ hồi xưa những cái câu ca dao tục ngữ rồi có những cái án văn chương, và con thấy đó nè, bố thì không thích nhạc rap lắm, mình cũng không đã phá đâu, nhưng có cái điều ở khi du nhập vào Việt Nam mình, nó bị biến thể và nó biến chất, nó nhục mạ đạo giáo, rồi ca từ xúc phạm, rồi làm lưng cổ vũ xăm mình, nhuộm đầu mận áo bông du không bận, nói chung là tất tần tật những cái thái, cái những cái xấu xa nhất của bên nước ngoài nói là đêm gì nó phổ biến đó. Cái điều đó mình mới đang nói lên, và ở đây mình muốn nói là cái điều này là bố cảm thấy bố lo sợ đây là lo sợ cái giáo dục, lo sợ cái nền tảng mà đẹp của Việt Nam mình nó bị phá vỡ đi, và cái chủ nghĩa dân túy nó sẽ lây lan ra những cái con người bệnh hoạn. Giới trẻ bây giờ nó không cần biết, nó chỉ đua đòi và nó chỉ có những cái mà bức xúc mà mình không biết nói vào ai, mà mình lo sợ. Ở đây nó không phải là chiến tranh về súng đạn, nhưng mà chiến tranh về ý thức và chiến tranh về vấn đề có cái sự coi như cuồng những cái ngoại lai, những cái văn hóa ngoại lai, những cái vấn đề bọn trẻ không cần biết, nó không cần biết nước ngoài thế nào, mà nó chỉ biết là cái đó du nhập vào Việt Nam là nó hùa theo thôi. Cái này là tội lỗi cho đâu, là tội lỗi cho những cái nhà làm truyền thông và những cái nhà nói một cách nôm na, cấp quản lý chả hạn. Bây giờ tôi nói mà nghe, đây là mình không có chụp quy chụp, nhưng mà cái đó là hiện thực. Những cái rap là đó là cái công ty Điền Quân, đó là những cái người đầu nậu mà đưa những cái văn hóa phẩm vào, họ không có lựa lọc. Tao chấp nhận hướng ra nước ngoài để lấy những cái tinh hoa, những cái gì đó mà đất nước họ phát triển, mình đúng rồi. Tức là mình phải biết chọn lọc chứ, đúng không? Mình hòa nhập với quốc tế, nhưng mà mình phải hòa nhập, mà phải chọn lọc, chắc lọc ra những cái gì tinh túy của họ thì mình xài, đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là một cách là vô tội vạ, cái gì cũng đưa. Thì đó đây đó có những cái phản ảnh mà hôm trước bố đã nói rồi, thì bây giờ nhà nước cũng đã ra rồi. Cái điều đó suy nghĩ của tao là đúng, không sai. Con thấy rõ ràng không? Bây giờ nó sẽ sẵn sàng. Mai mốt á, nó bắt chước thằng Mỹ là you and me, nó sẽ gọi cha nó bằng mày tao luôn. Nó sẽ từ từ nó sẽ tới đó. Nó sẽ từ từ nó sẽ phá nát những cái mà
bao đời nay ông cha ta đã gìn giữ, đi thưa về trình, nó sẽ phá nát hết. Và cái chủ nghĩa dân túy nó sẽ phá nát, và cái xã hội mình nó sẽ sụp đổ. Nó sụp đổ đây là sụp đổ về đạo đức nè, nó sụp đổ về cái tính lòng tự cao tôn trọng của Việt Nam mình, nữa người Việt Nam tự tôn dân tộc, tự tôn dân tộc là nó phá vỡ hết. Và lúc đó nó xâm thực bằng cách là nó phá hủy, và lúc đó nó sẽ lật đổ. Không xa, nếu chúng ta không ngăn chặn nó không xa. Bởi vậy ta thấm một cái câu nói mà ngày xưa mà Obama qua đưa dựng một cái trường đại học chào gian gian của Việt Nam mình đó, thì họ đã nói một cái câu như vậy: ngày xưa chiến tranh không thắng đổ Việt Nam thì bây giờ họ sẽ đánh đổ con cháu, hoặc là giới trẻ đó. Họ tuyên bố mà bố công nhận không, họ từng tuyên bố một câu là những gì chúng tôi không làm được, đúng không, những gì chúng tôi không làm được thì thế hệ con cháu các bạn sẽ làm thay chúng tôi. Ở trên đất nước Việt Nam sẽ là cờ Mỹ tung bay bằng những cái và với những đồng đô la xanh đó, đúng không? Đó, cái dự án mà bố nhớ là hồi lâu rồi cha con mình từng làm về vấn đề cái dự án Obama đó, với cái trị giá bao nhiêu, và có họ có những chiến lược rất là cụ thể từng giai đoạn một đó, và bây giờ nó dần hình thành ở đâu đó là chúng ta thấy được cái màu, cái bào và cái mùi của cái gì, cách mạng màu, cách mạng đường phố, bố thấy không, rất là ghê, quýnh tổng thể luôn mà. Nó là rất là ghê. Bởi vì tao nói mày rồi, tao già rồi, tao có một cái linh cảm rất là đặc biệt. Có nghĩa là tao nhìn trước, tao thì phải không phải là thánh nhân con mẹ nhân đội, nhưng mà tại vì sống già đời, sống biết bao nhiêu cái độ rồi, cho nên vì đó tao nghe cái mùi, tao nghe cái mùi là tao biết rồi. À, thì là vì đó tao đánh đồng, tao đánh đồng lên một cái chỗ là tao thấy lo sợ cái chỗ là bọn trẻ sau này và những cái văn hóa độc hại và nó xâm nhập vào cái thị trường của Việt Nam mình mà không lựa lọc ra, không làm căng và không làm nó cho một cái quyết định mà đại khái là giống như kiểu là tao không trước tập đã nói với mày rồi, tao ao ước Việt Nam mình lập sạch ra cái vụ mà coi như nghệ thuật văn hóa đồi trụy của nước ngoài vào Việt Nam mình cũng giống như thằng Trung Quốc đã làm. Có nghĩa là ta văn hóa bẩn, nói văn hóa bẩn đó, là kể cả những người nào mà nổi tiếng cũng diệt luôn, diệt sạch luôn. Mày biết bên Việt Nam, bên Mỹ, bên Trung Quốc, cái con Triệu Vy là con nổi tiếng đóng phim bộ, và Việt Nam mày biết bao nhiêu người sang bên mà nó nhứt luôn, có nghĩa là nó không còn thấy, nó kêu là tận gốc luôn. Như vậy để cho mày hiểu rằng nó quan trọng lắm, chứ nó không có đơn giản đâu. Và ta cảm thấy có lo sợ, và nếu mà chúng ta không ngăn chặn bây giờ thì một ngày không xa đất nước mình nó sẽ tan nát về vấn đề coi như là vấn đề giáo dục nè, đó nói chung là vậy. Nó nói vậy, thành ra hồi nãy là tao lên không được bài tổng tức lắm, thì sẵn đây tao lên thử thôi, chủ yếu là lên thử để con mời khách được hay không. Và thứ hai nữa là sẵn là tiếp nối cái bài của con thì bố lên không được, bây giờ sẵn để bố nói luôn như vậy. Có nghĩa là tao đang rất là lo sợ cái đó, là nếu chúng ta, nhà nước chúng ta không làm ngay, làm liền và không lọc sạch được tất cả những người, những nhà báo bẩn nè, những cái chương trình văn hóa nghệ thuật bẩn nè, rồi du nhập vào những cái chuyện tào lao nè, về rõ ràng không? Thường thường ở đây bố không ác cảm, con bố cũng xăm mình nữa, nhưng mà nó xăm mình theo kiểu của là nhánh hoa hồng trên vai đại khái thôi, chứ thực tế xăm nghệ thuật, xăm nghệ thuật. Còn ở Việt Nam mình xăm để thể hiện, xăm để thể hiện ta đây đó, khổ lắm, nhức đầu lắm, nhưng mà tôi xăm, nói cho mày nghe, xăm để chấn áp, đúng không? Xăm để chấn áp, nhìn mày là thấy sợ rồi, nhưng mà nó không hiểu mà nhìn mày là thấy sợ rồi. Thì tao nói mày nghe, tao cũng đã ví von rất là nhiều lần. Tao nói bây giờ thí dụ tao là một chủ doanh nghiệp, tao là một chủ công ty, mày có tay nghề cao, ok tao xác nhận với nó, nhưng mà khi mày trình diện nó gọi là interview, tức là mày xin việc, mà vô đây tao sẽ hỏi mày, mà tao nhìn mày là tao thấy tao không có cảm tình, mà không cảm tình thì không nhận được rồi. Và biết bao nhiêu kể cả ở Mỹ này cũng vậy, anh là IT hoặc là anh là kỹ sư hay là anh bác sĩ mà dở người nên ra rồi tay chân mặt mũi anh chăm đầy giống như thiệt mày, thì là nó miễn coi suốt một đời, chính nó đã làm hại nó mà nó không hiểu, nó cứ cho nó là vinh quang. Thì chúng ta là người lớn, chúng ta thấy được cái điều gì ra mà sai trái thì chúng ta truyền đạt lại để dạy cho con cháu chúng ta không nên làm vậy. Bởi vì cái đó nó một cách nôm ra như vậy: cha mẹ sinh con, làn da của con, tay chân con, từ ngón tay ngón chân tất cả rất là liệt lạc, không ai xâm phạm cả, nở lòng nào đem ra hàng ngàn mũi kim châm thịt ra đau rồi xăm mình, không giống ai cả. Rồi suốt cuộc đời tương lai của con sau này
nó cũng bị ảnh hưởng của cái dấu xăm đó. Mặc dù lúc trẻ nó mới gọi là trẻ trâu á, trẻ trâu thì xăm mình để làm đẹp hoặc là làm chảnh chọe hoặc là hù thiên hạ gì đó, nhưng mà suốt cuộc đời con sẽ bị hại vì cái dấu xăm đó, không lên được, không làm CEO được, mà cũng làm giám, không làm giám đốc được. Ai bước nó làm giám đốc, trời đủ cái dở cái ghê chết mẹ rồi. Chưa nói nha, bây giờ tôi nói cho mày nghe, vợ chồng lỡ lấy con nhỏ nào mà nó giấu, nó mặc áo nó giấu, nó không có cho mình biết là trong người nó có xăm, lỡ mà đêm tân hôn mà dở ra, tưởng đâu con tắc kè hay là con cái xấu nằm kế bên là chạy mất, rồi chạy xách dép chạy mất tiêu, mày thấy rồi nha không? Đó là mình biết không, mình nói chơi chơi thôi, nhưng mà thực chất trên cuộc đời này nó như vậy mà. Không ai coi trọng người xăm mình cả, nói một cách khác là không ai coi trọng những người xăm mình cả. Bây giờ nói đi nói lại thì bây giờ bố thấy cái kiểu là từ hồi nãy là bố thấy con đưa lên những cái nhà báo này kia, tự nhiên bố thấy bố lo sợ con, bởi vì nó đã tới rồi, nó tới gần mẹ nó rồi, có nghĩa là không, mà thực ra thế này bố theo con nghĩ là bố lo thì cũng đúng thôi, bố không có gì sai, nhưng mà cũng nên hiểu như thế này, tức là cũng may mắn là vấn đề mọi chuyện bây giờ hầu như nó nổi ra hết rồi. Bố thấy không? Thì ngay cả là bố con mình đây là người dân bình thường, chúng ta còn nhận thấy điều gì đó, hoặc là mọi người ở đây người dân họ cũng đã nhìn thấy được điều đó rồi, thì đó thì cái điều đó là cứ là gì, mặc dù nó hơi muộn nhưng mà ít ra gì là chúng ta cũng nhận diện và thấy rõ hết rồi, thì con nghĩ rằng là chứ cũng không đến nỗi gì đâu, nhưng mà đáng tiếc thôi. Đáng tiếc thôi là có vài người, có còn nhiều người dân họ bị u mê, họ không nhìn ra là cái thực chất cái vấn đề nó là cái gì, và rõ ràng cái đích đến của nó là cái gì. Đúng rồi, theo tự nhiên khổ cái đó thấy, bởi khổ cái tính tao là hay lo âu, rồi có những cái mà mình hầu như là mình biết mà mình nói không được là mình tức thế thôi. Nhưng mà khổ nổi cái chỗ là tao mới nói, từng mày nói là diễn đàn của mình là diễn đàn quá nhỏ và cái tiếng nói mình là không có trọng lượng, không lan tỏa được, cho nên vì không lan tỏa đi là, không lan tỏa đi được cao lắm đó. Bây giờ còn cái 20 người coi, vì chúng thành ra vì chúng ta không có tiếng nói được, mà trong cái nghệ sĩ là theo bắt đầu dập vô, nói chung là nó làm âm mưu hết, đây nó có dây chuyền âm mưu hết, không biết bốn đó rồi sâu chuỗi vì những cái sự kiện thì có chiến đây lược là một, nó có chiến lược cả. Yeah. Bà không ai khác hơn là cái đảng Việt Tân, nó sẵn là vậy. Thứ hai nữa là đây là nói thì điều khi biết lòng nó chửi tao, nhưng thực chất là đây là đạo Thiên Chúa. Những ông cha nhà thờ vẫn còn đứng lên bực giảng, vẫn còn tuyên truyền, vẫn còn chỉ bậy bạ bằng cách là bà thấy linh mục Nguyễn Hữu Nam không, đó thấy chưa? Rồi nói chung là tất cả, bởi vì mình nói không ai nghe, nhưng mà ông ấy nói cả ngàn người ở giáo đường nghe. Khổ lắm mày, nhiều khi mình thấy bực mà bởi tao nói thiệt mày, đôi lúc đó mình cảm thấy là mình nổi giận và mình cảm thấy là tao ước gì tao là Hitler. Đồ mà tao đem vô tôi trong hơi ngạt, tao nhốt mẹ tao cho. Bởi vì chính là những phần tử đó là phá hoại đất nước. Phá hoại một cái sự mà cái cố công của bao nhiêu đời những con người đã ngã xuống để ngày hôm nay đất nước Việt Nam mình được như vậy. Đồng ý là Việt Nam bây giờ đang phát triển, VinFast đang chạy đầy đường rồi xâm nhập vào thị trường, cái điều đó là điều vui, nhưng mà nó không xóa được nỗi buồn, nó vẫn còn. Ý ta muốn là nó phải sạch trong nước, sạch sao sạch thì được mà, sao sạch được khổ sao sạch nói được thì nói, đâu đó nói thì nói vậy thôi, ở đâu cũng vậy thôi. Cũng phải còn lại một hai cọng rác thế này thế nọ chứ làm sao mà sạch được. Đúng rồi. Nhưng mà nó bớt được phần nào là nó người dân quan trọng bớt nhất á. Không kỵ sao bớt được. Cái quan trọng nhất là bố với mọi người thấy thế nào không? Là cái sự nhìn nhận của người dân á, họ đã nhận ra rất là nhiều. Cái đó mới là cái quan trọng. À, theo con thấy trong cái việc này, trong cái câu chuyện này là cái đó là cái được nhất á. Và cái đó mới là nó mang tính quyết định, bố không? Đúng rồi, tất nhiên có nghĩa là trong một cái ao vẫn đục thì bọc bà một ao bèo lên sẽ nổi trên mặt nước thì biết gì vớt thì thôi, nhưng mà nó cũng sẽ còn, nó bị không, nó cũng sẽ còn. Khổ quá mày, tao nói thiệt mày, nhiều khi mình nói thì hy vọng là nhà nước Việt Nam mình cố gắng thực hiện để làm sạch cái môi trường mà văn hóa bẩn với lại nghệ sĩ bẩn, nhà báo bẩn. Cái điều này điều hết sức cần thiết, bởi vì tao nghĩ là nếu để chậm chừng nào thì cái hậu quả nó càng lớn chừng nãy. Tôi nói đơn giản thôi.
chứ không có cái gì cả. Và chính mình là người dân mình còn thấy ra được sờ sờ trước mắt thì huống chi mấy ông đó ngồi trên họ làm chậm quá, ta cũng không hiểu. Bởi người ta nói mày ta hay trách rồi cái chuyện là làm chậm đó. Có nghĩa là cũng phải nên tự nhìn mình nhà nước pháp quyền mà cũng phải ở đâu đó ra đó đàng hoàng, nó giấy tờ, nó thủ tục, nó bằng chứng, nó phải rõ ràng. Cho chứ ta làm mình cho ta làm hai ngày thôi. Cho ta làm hai bởi ngày vậy đâu thôi. Bởi vậy đâu bây giờ, đâu bây giờ ông làm được đâu. Thì bởi vậy ta làm hai ngày thôi, bảo đảm sạch luôn. Rồi bố coi có ai muốn yêu cầu gì lên đâu, okay, mời ta lên nha. Dạ. Chủ yếu của bố là bố lên bố nói lại, bố nói cái like con không được, bố tức lắm, bố mở cái like trước là thoải mái. Hai là bố nói cho nó hết ý của tao. Tao tức lắm, đáng lẽ là mày nãy tao lên live mày thì tao cũng nói y chang vậy thôi, bởi vì tao rất là sợ. Từ xưa giờ tao chưa hề nghĩ đến cái chuyện đều và chủ nghĩa dân túy, nhưng bây giờ nó hình thành, mình thấy nó rõ ràng, giống như một cái bức tranh á. Một hai đường thì chưa thấy ra bức tranh, nhưng mà khi mà quẹt nhiều đường thì mình sẽ thấy có bức tranh nó hiện rõ ra. Và mình cảm thấy là mình sợ, bây giờ mình cảm thấy nó hiện hữu ra nó sợ. Thì ta lên ta giống như mày, có thể lên mình đánh tiếng la khu chuông gõ mỏ để cho họ biết như vậy thôi. Chứ thực chất là mình đâu có tài giỏi gì đâu, mình chỉ là người dân thôi mà, hiểu không? Và hiếm người mà để mà đồng minh với mình rồi nhìn ra cái sự việc như vậy rồi ủng hộ, đưa ra những cái tiếng nói của mình đi cho những người dân trong nước vùng sâu vùng xa để họ biết được những gì đó. Thì ta nói mày rồi, ở đâu đó thì nó vẫn còn những người mà thiếu hiểu biết hoặc là cố tình xuyên tạc. Ta nói mày rồi, nó ăn không ngon nó cũng đổ thừa cho xã hội, nó cũng ăn không ngon mà nó chửi lậu cái vợ nó không, nó cũng chửi, nó cũng đổ thừa cho nhà nước. Đừng có nói chi rõ ràng. Tôi có một cái clip ở đây cũng là rất vui thôi, đâu bên TikTok tự nhiên hiện ra Đường Hoàng Trông có một con vợ, anh chồng nó rủ về, bạn bè nó nhậu hoài, sao con vợ nó lên đập nó quơ hết chén vừa rồi nó đập, buồn cười lắm kìa. Thì tôi nói mà thì cái thằng đó nó cũng vậy à, nó cũng đem ra nó cũng chửi thầy cái này ngoài sau nó cũng đổ thừa rồi. Có một cách khác từ hồi xưa tới bây giờ cũng vậy đó. Bây giờ nó đi ra đường ở Mỹ nè, nội mà mày vào một cái cơ sở, nó gọi là thao ho, là nơi đó để cái văn phòng để mày thay đổi, ví dụ như mày thay đổi bằng lái xe, mày im phăng phắc, con ruồi bay còn nghe. Trong khi đó ở Việt Nam mình, đồ cảnh sát giao thông mà chặn lại thì nó xuống xe nó hùng hổ, nó rồi bính, nó rồi đập nó kia. Ở đây clip là thứ cha gì, ở trần trùng trục rồi xô mẹ cảnh sát giao thông còn ngã. Mẹ ở bên Mỹ nó bắn vỡ đầu. Tao coi cho mày hôm qua, đúng rồi, tao không được, tao cho mày coi cái clip hôm qua ra, nó gọi đứng lại để kiểm tra, không đứng lại nó quất luôn. Mà thấy nó nè, trong khi đó người ta không có súng, mà có, hôm qua bố có đưa trên live đó. Bố đưa trên live. Tao trách là trách cái nhà nước của mình là nhẹ quá, nhẹ đến mức độ nó đi lông hồng mà. Bởi vì người dân không biết sợ là gì. Mày hiểu không? Người dân không biết sợ, bởi vì người ta không sợ thì cũng nể, nó đất thèm nể luôn. Thậm chí nó vô cơ quan chính quyền nó còn dung tay, nó còn đưa camera, nó còn live stream, đồ má Mỹ, đồ má cái cán nó không biết bao nhiêu lỗ rồi. Mà tao tức quá, bởi vì khổ nhiều cái mà tao tức, tao chửi tùm lum tùm la, bởi vì khổ. Bực mình ghê, đủ rất nhiều cái thiệt. Nhà nước Việt Nam mình nói một cách khác là nó hiền quá sức tưởng tượng, tao nó bị bực cái mình thì ghê nè. Tao nói mày rồi, tao làm cho hai ngày thôi, tao quơ hết, tao bỏ vô lời hơi ngại giống như Hitler vậy, tao xịt khí rùa khí độc vô cho chết mẹ mày hết đi. Nói là sao là đủ, nói thì dữ nói thì dữ, nói làm thấy ghê. Nói thì dữ ra làm thấy ghê lắm. Lên la nhảy lên nhảy xuống lên không nổi, cứ làm tới ghê. Và thể hiện đi, đó thể hiện đi. Lên được cái like đi rồi nói chuyện tiếp. Nó đổ cái like không lên không được nữa, mà cứ mày đặt la thế này thế kia. Thằng nào nó lấy dây nó cột giò, tao nó kéo xuống rồi sao, mà sao tao mở được mà tao mời về nó được đó, bằng chứng đó. Khổ vậy đó, mày sẽ kỳ cục tao biết. Khổ mà mày cứ nghĩ mà coi đây nè, đây. Tao cho mày coi nhiều phôn lắm mà. Đây là một cái là 11 nè, 13 phải không? Đây là một quá trời, khoe khoe cho giữ vô không được là sao, không hiểu luôn. Khoe cho giữ vô, khoe cho giữ vô không lên được cũng phải đặt khoe là thấy ghê lắm. 11, 12, 13 cái gì cũng có hết á, ha, có hết á, cái thứ gì tao không có, dữ dằn lắm ha, thứ gì ủa tao cho mày coi rồi mà. Ở đây bằng máy tính bàn, laptop, iPad, nói chung đầy nhà hết trơn, chẳng có cái nào.
Đúng rồi, gian gian cũng làm thấy ghê, cũng khoe cho dữ dằn vô.